Hello mọi người, đây là mình Blue đây Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video lưng cao hơn Chi tiết hơn về con uh, Backwood này Thì cái điểm chính thì uh, NFT trong Backwood Thì nó có sẽ có những cái tác dụng gì Thì đầu tiên Khi mọi người có NFT ấy, thì mọi người có thể stacking vào trong vault này Để có thể nhận được thêm điểm arop Rồi thứ hai thì nó sẽ tăng thêm chỉ số nhân vật Và thứ ba thì nó sẽ giúp mình có được cái mã rep như ở đây là mã rep của mình là z 4 Nếu mọi người chơi game mà không đầu tư gì thì có thể nhập mã của mình để có thể nhận được thêm 5% số điểm ERO. Thì để chi tiết, đầu tiên thì uh, NFT nó sẽ tăng chỉ số nhân vật. Thì mình có thể ví dụ luôn cho mọi người. Thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Đây là cái chỉ số cơ bản của mình. Thì uh, mọi người khi mà mới vào thì nó sẽ có HP và Dam là 100. Nhưng mà khi mọi người vẫn NFT á, thì nó sẽ tăng thêm chỉ số. Ví dụ như con của mình là thuộc hệ Turing. Thì nó sẽ tăng thêm 15% grid Rate, 50 ranger và 5 lắc Rồi vậy thì những cái loại NFT nào thì nó sẽ tăng chỉ số nào Thì NFT sẽ được chia làm 9 loại Đầu tiên là Human Human sẽ giáp cao hơn và có lắc cao hơn Rồi thứ hai là F à, Thì cái NFT này sẽ có cái tốc độ tấn công và lẽ tránh cao hơn Thứ ba là Orc Thì tộc này sẽ có máu và giáp cao hơn Và khi mọi người sẽ tăng máu lên á, thì Dam sẽ tăng lên Thứ tư là Undead Dam sẽ cao hơn Thứ năm là Turing, là chính là con của mình á thì sẽ tăng tỷ lệ chí mạng, thì sẽ tăng đam. Thứ sáu là cyborg sẽ tăng đam phép, thì nó sẽ chính là cái chỉ số engineering á. Thứ bảy là tonichus thì con này có tốc độ chạy cao thì đam nó sẽ tăng lên. Thứ 8 là ignite thì gây sẽ gây con này nó sẽ là phát sư lửa thì nó sẽ tăng thêm sát thương đốt cháy lên quái. Đó. Thứ 9 là spirit thì con này sẽ được trang bị thêm vũ khí trong game ví dụ như con của mình là khởi đầu mọi người sẽ có một vũ khí đúng không thì con này nó sẽ là khởi đầu với hai vũ khí thì khi mọi người nhìn vào chủng tộc này á, thì mọi người sẽ biết là mình sẽ nên chơi vũ khí nào nếu mà sở hữu cái NFT tương ứng ha thì mọi người có thể nhìn vào hình ảnh ở trên thì các vũ khí nó sẽ chia ra làm các hệ đó như ở trong hình ảnh thì sẽ có hệ combat và fire, fire arm. rồi và vũ khí trong game nó sẽ chia được ra làm 6 hệ đầu tiên là medieval thì nội tại của nó sẽ là tăng max HP dựa theo số lượng vũ khí sở hữu. Đó. Thì chi tiết thì mọi người sẽ ấn vào cái vũ khí mà mình đang sở hữu á thì nó sẽ hiện ra ha. Thứ hai là master thì nội tại sẽ tăng tỷ lệ chí mạng dựa theo số lượng vũ khí. Thứ ba là element, nội tại sẽ là tăng đam. Ờ, thứ tư là fire arm thì nội tại sẽ tăng tầm bắn. Thứ năm là combat, nó sẽ tăng lé tránh. Thứ sáu là engineering thì nó sẽ sẽ tăng cái đam phép của mọi người ha rồi vậy thì khi mọi người xác định mua NFT thì mọi người sẽ xác định cái hệ của nó ở đâu thì đây thì đây cái trang Magic Eden này thì mọi người sẽ mua NFT ở trên này ha và link mình sẽ để dưới phần mô tả thì khi mua NFT mọi người hãy chú ý đến cái hệ của nó thì ở đây thì mình sẽ thấy có cái hệ là F này, uh, Orc này, Turing này, uh, Tony Church. thì sẽ là những cái hệ khá là ngon thì mọi người sẽ ấn vào cái góc bên dưới này thì mọi người sẽ thấy luôn con này là hệ Undead ha và cái uh, độ hiếm của nó là uncommon đó và con game này nó cũng sẽ có phân biệt những độ hiếm là từ common uncommon rare epic và legend thì uh, những cái độ hiếm càng cao á thì cái chỉ số nó cộng thêm cho nhân vật, vật của mình càng càng lớn ok chưa thì khi mọi người muốn mua thì mọi người hãy cố gắng là chọn những cái hệ mà nó ok một xíu đấy như kiểu F này uh, như ở con này thì nó sẽ là Turing bởi vì sao? Bởi vì trong này nó sẽ có một cái số hệ khá là phế Giống như là hệ Ignis và cái hệ Cyborg ha Và một số hệ khác thì mọi người hãy chọn theo cái ý thích của mình Bởi vì là con game này mình thấy khi mà khởi cái bước khởi đầu của nó rất là quan trọng Từ quay 1 đến quay 10 Khi mọi người có một cái khởi đầu tốt á, mọi người tích được nhiều vàng thì Những cái quay sau quay 10 nó sẽ kiếm khá là tốt ha Rồi tiếp theo là cái thông tin về Rockmark của nó Thì con game này hiện tại nó đang đã đến được cái phase 3 rồi và cái tiếp theo là phase 4 là sẽ diễn ra là TGE token trong quý 3, quý 4 năm 2024. Đó. Thì token của nó sẽ là LIP ha. Và game của nó vẫn là free to play. Rồi cuối cùng là về thông tin điểm, điểm EROPE mọi người nhận được sau các way. Thì các way nó sẽ như sau. Từ way 1 đến way 5 mọi người sẽ nhận được 250 điểm. Từ way 6 đến way 10 thì mọi người sẽ nhận được 500 điểm. Way 11 đến 15 750 điểm. 16 đến 20 thì sẽ nhận được 1000 điểm. 21 đến 25 sẽ nhận được 1250 điểm. 26 đến 30 mọi người sẽ nhận được 1500 điểm. Và cuối cùng khi mọi người phá đảo con game là qua được ải 30 là win thì mọi người sẽ nhận được 2000 điểm. Và khi mọi người có NFT thì mọi người sẽ được nhân đôi số điểm ha. Thì đây nó sẽ là cái điểm airdrop để mọi người được chia token chứ nó sẽ khác với cái điểm ở trong game nhá. Điểm trong game là mọi người đánh quái mọi người nhận được điểm cao, nó không phải là điểm airdrop đâu. Mà điểm airdrop nó sẽ dựa vào cái việc là mọi người có qua được wave hay không chứ không phải là dựa vào việc mọi người có giết được nhiều quái hay không. Nếu mọi người muốn đầu tư á, thì mọi người hãy cân nhắc thật kỹ. Bởi vì hiện tại con game này vẫn đang là một kèo play to air rope và chưa có gì để chắc chắn cả. Cho nên mọi người hãy cân nhắc thật kỹ nếu mà muốn đầu tư NFT ha. Và nếu mọi người quyết định không mua NFT á, thì có thể nhập mã của mình là ZBlue mình đang để ở trên màn hình như thế này. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye.